Dạ vâng, một mẫu xe các nhá, số tự động, với mức giá rất là rẻ thôi, cực kỳ rẻ luôn ạ. Toàn bộ đây các nhìn này, trên phần này có tất cả là điều hòa đấy các nhá, nên là con xe này rất là nhanh được mát luôn, bật một lúc là được mát luôn. Đó, một mẫu xe 7 chỗ sang trọng nhá. Đây con xe này hàng ghế rất là rộng này, rất là rộng rãi luôn. Đó, form dáng đẹp, một trong những cái mẫu xe 7 chỗ ngồi siêu rộng nhá, 7 chỗ ngồi siêu rộng luôn, lại còn số tự động nhá. Với cái mức giá là quá rẻ luôn. Đây các xem tất cả những phần trần này còn rất đẹp này. Hàng ghế đằng sau đây các bác nhìn này, có rộng ạ, rất là rộng này, có tì để tay đầy đủ nhá. Đó, đây các bác xem này, đó sàn này, sàn đã độ lên sàn 5D rồi, rất là sạch đẹp luôn. Đây các bác xem lại ghế xoay đây ạ. Đó, ghế xoay này các bác nhìn này. Đó, ghế xoay đây nhá. Đó, rất là hay luôn. Đó, các bác xem đây. Hàng ghế đây. Đó, rất là rộng rồi, coi nhá, rất là rộng. Đẹp từ sàn đẹp đi. Đây các bác xem là ghế xoay 360 độ luôn. Đó, cửa lùa. Đầy đủ luôn. Dạ vâng, em chào bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe nào đây. Mẫu xe được mang tên là Kia Carnivan, sản xuất năm 2008, số tự động. Một mẫu xe mệnh danh là mẫu xe hạng sang luôn nhá. Đó, thứ nhất là trang bị đầy đủ luôn option và cực kỳ rộng các nhá. Đó, ghế xoay 360 độ, đó, cửa lùa đầy đủ luôn. Với mức giá rất là rẻ thôi. Các bác nhìn này, có phần để nước này. Đó, toàn bộ đây, táp lô này. Em quay rất là chi tiết nhá, để các bác cảm nhận con xe này còn chất lượng như thế nào. Màn hình đầy đủ luôn. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhá. Em xin lại, đây là mẫu xe được mang tên là Kia Carnivan, sản xuất năm 2008, số tự động 7 chỗ ngồi. Một mẫu xe mà bên em chào mức giá là siêu tốt cho bác thôi. Đó, đây phần để đồ đây. Đó, bên dưới đây cũng để đồ này. Kia để chai nước nhá. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, túi khí, phanh ABS đầy đủ luôn. Có ghế chỉnh điện đa hướng. Có các vùng điều hòa luôn, rất là nhiều vùng điều hòa. Cửa lùa đầy đủ luôn các nhá. Mẫu xe BMW chào bán mức giá là chỉ có 175 triệu thôi. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em vào số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 nhá. Sau đây em sẽ đóng hết cánh cửa vào để em mời các bác em xem form dáng bên ngoài chiếc xe nhá. Dạ vâng, đây là form dáng bên ngoài của chiếc xe Kia Carnivan nhá, sản xuất năm 2008, 7 chỗ ngồi, số tự động. Một mẫu xe hạng sang, cửa lùa ghế xoay nhá. Đó, form dáng các bác nhìn này, nó rất là to luôn. Nó cực kỳ to luôn ạ, rất là rộng. Dạ vâng, tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết cho các bác về cái chất lượng xe nhá, nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên bán cũ toàn quốc nhá. Có cái giá bên em đưa ra là bao hồ sơ luôn cho bác. Còn phí vận chuyển các bác thêm phí cho em nhá. Đó. Nói chung là bên em đưa ra một cái mức giá cực kỳ tốt luôn ạ, siêu tốt luôn. Sau đây em mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Có máy lổ êm luôn. Nói chung là máy móc hoạt động mượt mà nhá. Nó khá chất lượng luôn. Màn hình này các bác, màn hình đầy đủ luôn. Em mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Máy đây nhá. Đó, máy đây. Đó, dòng này thì con xe này máy lổ thút thít luôn. Lổ hầu như còn ngồi trong xe còn không nghe tiếng máy lổ luôn các nhá. Máy nó lổ êm luôn đấy ạ. Cực kỳ êm luôn.
chất lượng xe thì bên em kiểm tra rồi các nhá. Đó, hoạt động rất là mượt. Dạ vâng, đó là tổng thành xe Kia Carnival nhá. Một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại bác video sau. Thân ái, chào. Tạm biệt các bác.